trấn thủ ở đó, tan vỡ chạy trước. Trong học tập suốt 30 năm qua, trường Ngô Quyền có hàng trăm học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia. Sự sắc sảo về trí tuệ, tinh thần năng động, học tập của học sinh Ngô Quyền còn được tuổi trẻ học đường toàn quốc biết đến và khâm phục với giải nhất trong đêm chung kết kỳ thi Bảy Sắc Cầu Vồng năm 1998. Kỳ thi được chính những vị lãnh đạo cao nhất của đất nước đến tham dự và trao giải thưởng, và truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia. Những học sinh tham gia đội tuyển Bảy Sắc Cầu Vồng ấy hôm nay đã trưởng thành, vẫn luôn nhớ về thầy cô và ngôi trường xưa với những tình cảm biết ơn.